10 câu nói giúp bạn ngộ ra chân lý ở đời. 1. Cảnh giới cao nhất của mạnh mẽ là chấp nhận. Khi nào chúng ta có thể chấp nhận được mọi biến cố xảy đến với mình, chúng ta là người mạnh mẽ nhất. 2. Danh vọng, tiền bạc, nhà cao cửa rộng chỉ có thể cho bạn hạnh phúc vật chất tạm thời. Nhưng một trái tim nhân ái, một tấm lòng vị tha sẽ mang cho bạn hạnh phúc cả đời. 3. Người nào giữ được nụ cười bình thản trước mọi chuyện thì hẳn trong lòng đã phải trải qua rất nhiều đau đớn. 4. Sống ở trên đời nên nhớ tiền tự làm ra, đừng chờ đợi người khác. Yêu tự yêu lấy mình, đừng hy vọng vào người khác quá nhiều. Hạnh phúc tự mình cảm nhận, đừng quan tâm quá nhiều miệng thiên hạ. 5. Làm người bất kể xinh đẹp ra sao, học vấn cao cỡ nào, nhiệt tình, hài hước với người ta đến đâu, nếu không có cái tâm lương thiện, tất cả đều không đáng nói đến, vì lương thiện quan trọng hơn tất cả. 6. Tùy duyên tự tại, có duyên thì đến, không duyên thì đi. Có duyên không từ, không duyên chẳng cầu. Đến thì hoan nghênh, đi thì chúc phúc. Tất cả tùy duyên thuận theo tự nhiên. 7. Vui thì cười một cái, buồn thì cười hai cái, đau xót thì trùng chăn ngủ. Chẳng thèm quan tâm nữa, cuộc sống cứ thế mà đơn giản. 8. Đừng chiến thắng bằng tranh cãi, hãy đánh bại họ bằng nụ cười. 9. Đâu phải sống ở đời người ta làm mình tổn thương thì mình phải trả đũa lại. Nghĩa cử cao đẹp và cách trả thù sâu sắc nhất đó là tha thứ và ngừng quan tâm. 10. Miệng là của người khác, cuộc đời là của mình, đừng vì một câu nói mà mất vui. 9. Chúc tất cả quý thiện hữu và gia đình luôn mạnh khỏe và vô lượng phước lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.